sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chưa biết đến phần 133. Hé lộ vị tướng báo nhất trong Liên Quân Mobi. Hầu hết khi nhắc đến sự báo đời, mọi game thủ đều nghĩ ngay đến vị tướng vừa mới ra mắt Helen thần rừng hộ mệnh. Chỉ vì sự ham chơi và thường xuyên trốn ra ngoài tìm cơ hội chứng tỏ bản thân của cô bé, mà cho đến khi ma tộc vực hỗn mang xâm lược một lần nữa, Helen bất chấp yêu cầu Vayna để rời đi trong khi đáng ra không được phép. Điều đó dẫn đến Vayna xâm nhập vào rừng nguyên sinh nhưng không bị phát hiện. Nhờ vào sai lầm của cô bé báo này mà đã khiến cho Vayna đăng xuất vĩnh viễn luôn. Thế nhưng ít ai biết rằng tại khu rừng nguyên sinh còn có một vị tướng cũng báo đời không kém, thậm chí là super báo luôn, đó chính là Elandor. Từ khi sinh ra, anh chàng đã mồ côi cha mẹ, thiếu sự dưỡng dục từ nhỏ nên Elandor có tính cách vô cùng bướng bỉnh. Nhân cơ hội các trưởng lão xuất ngoại, anh chàng cùng chúng bạn đã trộm thánh khí hồn đăng và kích hoạt pháp trận thánh khí. Sau khi hồn đăng bị kích hoạt, chúng sinh gần khu vực đó bị hủy diệt, thảo mộc điều tàn, chúng bạn của Elandor cũng bị bay màu luôn, linh hồn thì bị chính hồn đăng hút vào. Mà nghiêm trọng nhất chính là nữ vương tinh linh Tel Anat bị năng lượng hắc ám trong hồn đăng phản hệ, khiến nàng lâm vào giấc ngủ triền miên, xương xương có 1000 năm chứng nhiêu. Do sự báo đời này nên Elandor đã bị nhốt vào nhà ngục trăm năm. Qua sự việc trên có thể thấy vị tướng được trao vương miệng báo nhất Liên Quân, không ai khác ngoài Elandor.